sinh tồn nơi hoang dã cùng phi hành gia vũ trụ. Có vẻ như không chỉ có các phi công Hoa Kỳ mới gặp rắc rối khi đối mặt với tự nhiên. Đối thủ lớn nhất của họ, Liên Xô, có vẻ đôi khi cũng không dễ dàng gì khi nằm trong vòng tay bao la của mẹ thiên nhiên. Câu nói này đặc biệt đúng với phi công vũ trụ, thiếu tướng không quân, nhà văn, họa sĩ Alexei Leonov. Sinh ra trong một gia đình thợ mỏ nghèo miền Tây vùng Siberia, Krai Liên Xô. Tuổi thơ của ông tương đối vất vả. Sau này ông chuyển đến định cư tại Kaliningrad vào năm 1948 dưới sự kêu gọi tái định cư của chính quyền Xô Viết. Leonov ban đầu muốn theo đuổi ngành nghệ thuật và đã nộp đơn vào Học viện Nghệ thuật ở Riga, Latvia. Nhưng quyết định không theo học vì học phí quá cao. Leonov quyết định tham gia một trường đào tạo bay dự bị của Ukraine tại Kremenchuk. Ông đã thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên của mình vào tháng 5 năm 1955. Trong khi thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình bằng cách học bán thời gian tại Riga, Leonov đã bắt đầu một khóa học nâng cao kéo dài 2 năm để trở thành phi công chiến đấu tại trường phi công không quân cao cấp Chuguev ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine. Vào ngày 30 tháng 10 năm 1957, Leonov tốt nghiệp với bằng danh dự và được phong hàm trung úy trong trung đoàn không quân nhảy dù 113. Một phần của sư đoàn Không quân kỹ thuật số 10 của Tập đoàn quân Không quân 69 tại Kiev. Năm 1959, sau khi kết hôn, ông chuyển đến Đông Đức để làm nhiệm vụ mới tại Trung đoàn Trinh sát 294 thuộc Tập đoàn quân Không quân 24. Ông là một trong 20 phi công của Không quân Liên Xô được chọn tham gia nhóm đào tạo phi hành gia đầu tiên vào năm 1960. Chuyến đi bộ ngoài không gian của ông ban đầu được dự định diễn ra trong sứ mệnh Voskhod 1 nhưng chuyến đi này đã bị hủy bỏ và sự kiện lịch sử này đã diễn ra trên chuyến bay Vodkot 2. Ông đã ở bên ngoài vũ trụ trong 12 phút và 9 giây vào ngày 18 tháng 3 năm 1965. Trong khi làm nhiệm vụ, Leonov đã vẽ một bản phác thảo nhỏ về cảnh mặt trời mọc trên quỹ đạo, tác phẩm nghệ thuật đầu tiên được tạo ra ngoài không gian. Mặc dù nhiệm vụ của Leonov tới đây nghe có vẻ hoàn hảo, thế nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Các vấn đề đã bắt đầu. Trước hết, do lỗi thiết kế. Khi đi bên ngoài vũ trụ, bộ đồ phi hành gia của Leonov đã gặp vấn đề về áp suất khiến nó phồng to, đến mức Leonov không thể thao tác các nút bấm trên bộ đồ và cũng không thể chui qua cửa tàu để trở lại tàu vô 2. Ông sau đó đã phải xả gần hết không khí trong bộ đồ và đồng đội của ông, Pavel Benliaev, đã phải rất nỗ lực để đóng cửa tàu. Tiếp đó, Vô 2 tiếp tục gặp rắc rối khi trở lại bầu khí quyển và hạ cánh một lần nữa do lỗi kỹ thuật, tàu Vokhod 2 mất khả năng hạ cánh tự động, buộc phi hành đoàn paven và Leonov phải thao tác thủ công để tiến hành hạ cánh. Tuy nhiên chớ trêu thay, do lỗi của bộ đồ đã nói ở trên, lúc này cả paven lẫn Leonov mặc dù đã cố gắng xả hầu hết khí áp ở mức cho phép từ bộ đồ, tuy nhiên cả hai vẫn phồng to như hai quả bóng trong khoang tàu chật hẹp. Điều này khiến cả hai người trở lại vị trí điều khiển chậm 46 giây. Khi trở lại được vị trí điều khiển để tiến hành hạ cánh thủ công sau 46 giây chậm trễ, con tàu ban đầu được dự định sẽ hạ cánh tại vùng Prem đã đi chạy 400 km so với tính toán ban đầu và hạ cánh đâu đó trong những vùng rừng khắc nghiệt của khu rừng Taiga gần khu vực Thượng Kaman và đâu đó ở phía tây Solikamsk. Khốn khổ thay, mặc dù các kiểm soát viên không biết tàu vũ trụ đã hạ cánh ở đâu hoặc Leonov và Pavel có sống sót hay không, Gia đình của các phi hành gia được thông báo rằng họ đang nghỉ ngơi sau khi được cứu. Cả hai người đàn ông đều quen thuộc với khí hậu khắc nghiệt và biết rằng gấu và sói trở nên hung dữ hơn trong mùa giao phối. Sống trong rừng ga các phi hành gia mang theo một khẩu súng lục K-59 tượng trưng như Gagarin nhưng có rất ít đạn dược. Sau này người ta đã thiết kế riêng khẩu TP-82 Kosmosno để trang bị cho các phi hành gia Nga cùng rất nhiều đạn dược để đề phòng. Mặc dù máy bay nhanh chóng xác định vị trí của các phi hành gia, nhưng khu vực này quá rậm rạp nên trực thăng không thể hạ cánh. Vào ban ngày, thời tiết có vẻ dễ chịu, nhưng khi đêm xuống, nhiệt độ giảm xuống âm 5 độ C và cửa sập của tàu vũ trụ bị mất do thiết kế. Sau này, người ta đã sửa lại để có thể lắp lại cửa sau khi bung ra theo nguyên tắc. Các phi hành gia đã phải trải qua một đêm giá lạnh trong khoang tàu hay còn gọi là Sarik theo tiếng Nga. Tệ hơn nữa, hệ thống điện bị trục chặt hoàn toàn khiến máy sửa không hoạt động nhưng quạt thì chạy hết công suất khiến khoang tàu càng trở nên giá lạnh leonov và paven sử dụng đồ ăn sinh tồn và thay phiên nhau thức nghỉ trong đêm thỉnh thoảng họ bắn cảnh cáo một phát đạn khi nghe thấy tiếng động vật tiếp cận do không biết sẽ bị kẹt trong bao lâu và nhận thấy bóng đèn điện không có nhiệt để xua đuổi thú hoang leonov và paven đã tắt hầu hết đèn trong khoang để tiết kiệm điện sau này leonov kể rằng trong bóng đêm, ông thấy hàng chục cặp mắt đỏ phát sáng bao vây quanh tàu. Dù trở lại đến âm 5 độ C, nhưng bàn tay nắm khẩu K-59 vẫn ướt đẫm mồ hôi. Ông không chắc vài viên đạn có thể đầy lùi bầy sói nếu tất cả cùng xông vào, hay nếu một con gấu xuất hiện thì chắc chắn Paven và ông sẽ vô phương chống cự, vì phải là một tay súng cự phách mới có thể hạ một con gấu bằng súng K-59 trong bóng đêm mịt mùng. Một đội cứu hộ đã đến bằng ván trượt tuyết vào chiều ngày hôm sau sau 48 giờ vì quá nguy hiểm khi thử vận chuyển bằng đường hàng không từ địa điểm này. Đội tiên phong đã chặt gỗ và dựng một cabin gỗ nhỏ của một đống lửa lớn. Sau đêm thứ hai thoải mái hơn ở trong rừng, các phi hành gia đã trượt tuyết đến một bãi trống nơi chiếc trực thăng đang chờ đó vài km và bay đến Perm, sau đó đến Baikonur để báo cáo nhiệm vụ. Hai phi hành gia quý giá của Liên Xô đã nằm trong rừng 48 giờ, đối mặt với giá lạnh bị bao vây bởi thu giữ hai phi hành gia Liên Xô đã hỗ trợ nhau sinh tồn trước khi được giải cứu. Mặc dù có những sự cố ngoài ý muốn, cũng như sự tắc trách của lực lượng điều hành mặt đất, nhưng cuộc phiêu lưu của Leonov và Pavel đã để lại những kinh nghiệm quý báu cho ngành hàng không vũ trụ Liên Xô cũng như thế giới. Ngày nay, bạn vẫn có thể tìm thấy bộ dụng cụ sinh tồn Kovmosno tại Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga kèm khẩu súng TP-82 chứ danh với ba nòng súng độc đạo. Cuộc giải cứu BAT-21 Bravo Isen Eugen Hambleton là một hoa tiêu chuyên nghiệp của không quân Hoa Kỳ. Có lẽ khi gia nhập lực lượng không quân lục quân Hoa Kỳ vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai, người này không bao giờ nghĩ rằng có một ngày ông bị bắn rơi trên vùng trời Việt Nam và cuộc giải cứu ông đã trở thành huyền thoại như một cuộc giải cứu đắt giá, ly kỳ và đẫm máu nhất trong lịch sử không lực Hoa Kỳ. Hambleton đã phục vụ trong không quân lục quân Hoa Kỳ trong những năm cuối chiến tranh thế giới thứ hai mà không tham gia bất kỳ trận chiến nào. Được giải ngũ khỏi nhiệm vụ tích cực vào cuối chiến tranh, ông vẫn là một sĩ quan dự bị và được không quân Hoa Kỳ triệu hồi trở lại nhiệm vụ tích cực trong những năm 1950. Trong cuộc chiến ở Triều Tiên, ông đã thực hiện 43 phi vụ với tư cách là hoa tiêu trên một chiếc B-29. Sau đó, ông làm việc trong những năm 1960 cho nhiều dự án tên lửa đạn đạo của không quân Hoa Kỳ như PGM-19 Jupiter, ICBM Titan-1 và ICBM Titan-2. Từ năm 1965 đến năm 1971, ông chỉ huy đơn vị tên lửa chiến lược 571 tại căn cứ không quân Davis Mountain ở Tucson, Arizona và cũng là phó chỉ huy tác chiến cho đơn vị mẹ của đơn vị 571 là đơn vị tên lửa chiến lược 390 của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược tại căn cứ không quân Davis Mountain. Tóm lại, Hamilton là một chuyên gia tên lửa đạn đạo của không quân Hoa Kỳ, có giấy phép tuyệt mật. Thế nhưng không hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà không quân Mỹ lại chuyển một sĩ quan giá trị như vậy ra tiền tuyến để chiến đấu. Hamilton chuyển từ Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược sang Không quân số 7 và được phân công vào phi đội chiến tranh điện tử chiến thuật số 42 ở Korat, Thái Lan, với tư cách là hoa tiêu. Phi đội 42 được trang bị máy bay EB-66C được thực hiện các nhiệm vụ gây nhiễu radar và thông tin liên lạc để phá vỡ khả năng phòng thủ và cảnh báo sớm của đối phương. Trong nhiệm vụ thứ 63 của mình, vào ngày 2 tháng 4 năm 1972, Hamilton là hoa tiêu trên một chiếc EB-66C thu thập thông tin tình báo tín hiệu, bao gồm cả việc xác định các cơ sở radar phòng không của đối phương để có thể gây nhiễu. Chiếc máy bay này đã giúp hộ tống một nhóm gồm 3 máy bay ném bom B-52 được giao nhiệm vụ tấn công các lối vào đường mòn Hồ Chí Minh. Trong khi ở ngay phía nam của DMZ và ngay phía bắc Quảng Trị ở độ cao 30.000 feet, khoảng 9.100 m, chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đối không S-75 do Liên Xô chế tạo. Hamilton là người duy nhất trong số 3 người của phi hành đoàn có thể phóng ra khỏi máy bay đang rơi. Ông đã nhảy dù vào giữa chiến dịch mùa hè đỏ lửa năm 1972 và hạ cánh giữa hàng chục ngàn binh lính miền Bắc Việt Nam cuộc giải cứu cuối cùng của ông từ phía sau phòng tuyến của đối phương là hoạt động tìm kiếm và cứu nạn lớn nhất, dài nhất và phức tạp nhất trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam. Hampton đã được đào tạo sinh tồn dưới nước tại căn cứ không quân Homestead, Florida và đào tạo thoát hiểm và tránh né cùng các kiến thức cơ bản về sinh tồn tại trường sinh tồn trong rừng nhiệt đới của Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương ở Philippines. Mặc dù bản thân Hampton có thể tiếp đất an toàn và lẩn trốn, tuy nhiên các đồng đội của ông ta đã không may mắn như vậy. Trong quá trình giải cứu, năm máy bay đã bị bắn hạ bởi các lực lượng Bắc Việt. 11 phi công đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ và hai người đã bị bắt. 9 máy bay và trực thăng khác đã bị hư hỏng nặng trong quá trình giải cứu đang diễn ra. Hai chiếc bị rơi khi trở về và không thể sửa chữa. Tướng Creighton Abram, tư lệnh của Mark v, đã ra lệnh không được tiến hành thêm bất kỳ hoạt động giải cứu trên không nào nữa nhưng sau đó lại ra lệnh tiến hành một hoạt động giải cứu trên bộ một cách bí mật. Nguyên nhân đơn giản, Hamilton là một chuyên gia tên lửa đạn đạo, sĩ quan điện tử kinh nghiệm, mục tiêu quá giá trị đối với Hoa Kỳ. Việc ông bị bắt giữ bởi quân đội Bắc Việt sẽ mang lại lợi ích to lớn cho miền Bắc và Liên Xô. Hamilton nói sau chiến tranh rằng, ông cảm thấy chắc chắn rằng nếu bị bắt, ông sẽ không bao giờ được đưa đến Hà Nội. Tướng Abraham sợ rằng nếu tiếp tục phái máy bay và trực thăng đi tìm kiếm và giải cứu Hamilton sẽ khiến miền Bắc Việt Nam nghi ngờ rằng quân Mỹ đang mất một mục tiêu giá trị và đẩy mạnh việc lùng bắt Hamilton. Hamilton sau đó nỗ lực sinh tồn bằng cách lẩn trốn trong rừng rậm, ăn các loài côn trùng và trái cây mà ông biết, uống nước hứng từ lá và nỗ lực bắt liên lạc bằng cách lén leo lên cây vào ban đêm để bắt sóng hải quân Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7, khi đó hoạt động khoảng 20 km ngoài khơi tỉnh Quảng Trị. Hamilton đã được giải cứu sau 11 ngày rưỡi bởi Trung úy Hải quân Sue Thomas Norris và biệt kích ngụy có tên Nguyễn Văn Kiệt trong một cuộc xâm nhập bí mật vào ban đêm cách phòng tuyến của đối phương 3 km. Norris đã được trao tặng huân chương danh dự và Nguyễn Văn Kiệt được trao tặng huân chương Hải quân. Nguyễn Văn Kiệt là sĩ quan nam Việt Nam duy nhất được trao tặng giải thưởng đó trong chiến tranh. Norris sau này trở thành thành viên sáng lập của đội giải cứu con tin FBI.